Hai cả nhà ha. Thì hôm nay Alex sẽ hướng dẫn mọi người làm bột dip với cái nail, và Alex sẽ hướng dẫn mọi người làm cái marble 3D design. Mọi người nghe cái từ 3D design thì nó hơi chứ bao giờ nghe đến bột dip đúng không? Thì hôm nay Alex sẽ làm cái 3D marble cho các bạn xem thử một cái 3D. Thì Alex sẽ cho các bạn coi thử cái mẫu mà Alex đã làm ra thành một cái 3D. 3D có nghĩa là cái dưới mình có thể thấy được đó, có thể thấy see through được những cái lớp kia. Thì đây là cái mẫu mà cho các bạn coi thử ha. Con sẽ coi cái 3D mà của Alex trường mới làm xong ha. Alex mới test lên cái tay này đó. Và cái cô khách Alex thì cổ muốn theo những cái hộp âm màu khác nhau, các bạn thấy không? Cái 3D có nghĩa là các bạn thấy không, cái lớp trắng nằm ở trên và cái lớp màu nằm ở dưới của một cái lớp marble. Đó, đây là cái bột dip Alex mới sáng tạo ra. Thì các bạn thấy không, ở trên là cái lớp màu ha. Thì cái 3D này thì nó cũng rất là dễ làm thôi, nhưng các bạn phải biết hòa quyện giữa cái lớp màu với lớp màu kia khi mình apply cho nó together. Đó, thì đây là hồi nãy là Alex sẽ thử hai màu và ba màu thôi, nhưng mà cái cô khách qua này cổ muốn tới 4 màu và cũng muốn tông đen nhiều đó, phối với cái một pin. Thì hôm nay Alex sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để làm cái marble 3D design của cái bột tiếp đó. Sashina, may I help you? What is, I'm sorry. Yes, we do. If it's short now it's 35, long now it's 40. So okay, just come and I want to see her nail, you know, and I tell you how much. Okay, thank you. We close 7, but right now we super busy, you know. So let me see what time right now. Right now it's 5 o'clock, and I have like 5 full set here waiting. So just come like 5:30 or 6 o'clock. Okay. Ok, thank you buddy, bye bye. Ok, thì các bạn thấy không? Các bạn thấy được cái sự 3D không? Đó, nó nằm luôn khác nhau ha. Thì bây giờ Alex sẽ hướng dẫn mọi người cách làm bột tiếp ở đây và làm được cái chế độ cong. Các bạn có thể share cái video cho Alex không? Thì Alex sẽ chia sẻ cho mọi người về những cái kỹ thuật làm bột tiếp. Idea. Mình còn thấy, đó là Alex để xa là còn thấy này, các bạn thấy không? Alex để xa là còn thấy được cái độ trắng là đậm hòa quyện với nhau lên nó thành cái 3D. Đó, rồi nha, bây giờ là sẽ làm nha. Thì cũng giống như thường lệ Alex đã nói với mọi người á, thì khi nhắc tới bột dip thì các bạn biết á, là cái phần quan trọng nhớ lưu ý cho Alex hai phần là gì? Phần cuticle và cái thứ hai là gì? Cái phần lai nối. Trong hai phần đó mình phải làm sao cho nó đẹp. Ở phần cuticle là chỗ này này, các bạn muốn sơn được cái dip đẹp và nó đều và nó dính bột đều là cái chỗ này rất là quan trọng. Đó, nên phải lưu ý ở chỗ này. Ăn điểm ở chỗ này. Nếu mà chỗ này còn da thì những cái bột keo các bạn bỏ lên nó không có dính vô cái exactly cái móng thì có thể làm cho cái bột mình bị chỗ lạt chỗ đậm. Đó. Và thường thường thì Alex tiếp cái màu này, cái màu rất là lạt, cái màu rất là khó dip. Nhưng mà Alex sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm cái bột màu lạt. Các bạn không cần phải dip nhiều lớp mà các bạn dip ra cái màu vẫn đẹp. Đó, và chuẩn. Và cái thứ hai nữa là các bạn để ý nha. Khi Alex dip tại sao shape Alex vẫn còn giữ nguyên và làm cho cái shape vẫn đẹp. Cái shape giữ nguyên là các bạn hiểu cái shape giữ nguyên không? Đa số nhiều khi các bạn dip tại sao các bạn biết là cái nail mình nó bị phồng ra không? Các bạn không biết nguyên nhân tại sao đúng không? Thì hôm nay là xíu nhìn cho mọi người xem thử kỹ thuật dip của Alex. Ok, trước khi các bạn dip thì các bạn lưu ý thì luôn tiền trong tay mình khi nào cũng là một cái cọ dễ thương như thế này. Cái cọ này nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều từ khi mình link cho đến khi mình kết thúc. Và mình phải giữ trên cái cọ này nhé. Các bạn vui lòng bấm share video Alex nha. Alex thank you mọi người rất là nhiều. Đó. Thì các bạn nhớ nha. Thì xong rồi các bạn phải dũa tất cả những cái line này. Alex R đây vẫn còn một khúc nối của cái line này. Thì đó là một cái không tốt để khi mình làm dip. Nếu mà mình muốn được một cái độ tạc natural tự nhiên đúng không? Đó, thì bây giờ Alex sẽ dũa mỏng xuống hết cho mọi người xem thử. Alex sẽ dũa mỏng xuống hết này, các bạn thấy không? Dũa mỏng xuống hết. Đó, nó quan trọng nhất là hai bên này. Đó. Các bạn ăn điểm hay không là cuticle và phần nối ở chỗ này. Đó, đó là hai cái chỗ mình ăn điểm nhiều nha. Nó phải mousse giống như acrylic. Nó phải mousse nha. Cái acrylic nó khác nhau với bột dip. Chỗ này hai bên góc này. Nhớ là phải gần sát. Rồi xong.
Alexiu là hết, phủi hết. Đó, thì các bạn muốn Alex bật mí một ngón tay nhỏ nhỏ không? Alex sẽ bật mí một ngón tay, Alex đếp trong quần thấy không? Các bạn nhìn Alex đếp này, thấy không? Cực kỳ sát và có độ cong. Các bạn thấy không? Chỉ cần các bạn chạy ba liền dũa đây nữa là còn chỉ xong cái đầu dũa liền. À, còn thấy Alex đếp không? Rất là sát khí tức cột. Đó, sao em không vô xem anh like được? Hay anh sao anh không vô xem vô like được? Ok, thì bây giờ Alex sẽ biểu diễn cho mọi người xem nha. 6, nhớ nha. À, là một cái marble 3D như thế này và một cái sparkle leader như thế này, kim tuyến rất là đẹp. Và cái thứ hai nữa là cái bột màu của hũ, các bạn chỉnh nhau lại làm 3 hộp bột kim tuyến bủ hộp và một hộp bột soft white. Soft white với điều kiện là mình phải làm những màu lạ thì mình phải làm nha. Đó, soft white. Và cái màu thứ tư nữa là màu pink. Deep pink đấy. Ok, this pink ha. Đó, đây là cái màu, I think this color. Are you sure? Ok, yeah, I think so. Yeah, yeah, that color. Okay. I think so. Ok, trước khi mà Alex họa tiết thì Alex sẽ chuẩn bị cho Alex là Alex không cần clear. Nếu mà Alex dip marble, Alex dip kim tuyến, Alex dip bột màu mà cần bỏ thêm cái lớp này vô, nếu lớp này nó rất là lạc, có thể có thể dip tới 3 lớp thì có thể 3 lớp đến 4 lớp tại cái màu rất là lạc thì Alex sẽ dip bằng soft white. Soft white với chế độ là phải mix như thế nào? Mình phải mix sao cái soft white nó phải lạc hơn là off white. Nó cực kỳ lạc. Đại khái như là 91, 91 là gì? Có nghĩa là 9 clear, 1 white. Đấy. Đó là cái là bịt mí cho mọi người nha. À, có thể là sẽ vô tiếp, là sẽ tạo nhiều cái điều kiện, sẽ tạo những cái ý tưởng nhiều hay nữa cho mọi người xem để cho mọi người biết được cái bột tiếp nó cũng rất là hay. À, thì bây giờ là sẽ biểu diễn ha. Đó, các bạn thấy không? Sếp đã chỉnh hết rồi, bây giờ là chuẩn bị này. Khi mà các bạn muốn ăn điểm được cái bột tiếp hay không, các bạn nhớ cho Lệt đó là cái số 2 rất là quan trọng. Cái thứ nhất là phải nhìn chai keo của mình, và cái thứ hai nữa là cách lấy, các bạn thấy không? Phải lấy sao cho nó đều. Và các bạn phải sơn sao đúng 9 phần cho lệt, 9 phần cho lệt nha. 9 phần. Và kéo là kéo vách phải cho mượt ha. Kéo phải cho mượt cho lệt nè. Bỏ xuống. Đó, cái hộp bột này gần hết rồi. Nhưng mà lệt vẫn dip được. Đó, thế là sẽ bị diễn cho mọi người xem ha. Cái thứ hai bỏ vô, kéo 9 phần. Nhớ cho lệt, các bạn muốn được cái cuticle đẹp, nhớ là ở trên phần cuticle của mình phải gì? Phải lấy sao cho nó đều. À, lấy sao cho nó đều, bỏ xuống nhẹ thôi, mỏng cực kỳ mỏng ha. À, mỏng cực kỳ mỏng thì nó sẽ không bị đùng. À, lưu ý điều đó. Tiếp tục nhớ hai bên da nha, mình phải bên hai bên da. Là ví dụ các bạn thấy không, đôi khi chỗ này các bạn nghĩ là đủ, nhưng thật sự chỗ này là cái chỗ mà rất là quan trọng nhất. À, nó phải đủ độ ướt giống nhau, tương đương với hai bên. Đó, là sẽ bỏ vô nhẹ nhàng thôi, bạn thấy không, nhẹ nhàng thôi, rất là mướt, rất là mướt. Lúc tủ kèo lô tủ kèo. Ok, and this one too. Bỏ nhẹ vô ha, nhẹ nhàng thôi. À, các bạn nhớ nha, chỗ này này phải đủ nước này, các bạn thấy không, đủ nước cái chỗ này này ha. À, phải đủ tất cả hết rồi, xong mình xuống nhẹ nhàng thôi, thấy không, nhẹ nhàng, bạn thấy không, rất là nhẹ nhàng ha. Bỏ xuống rất là nhẹ nhàng. Đó. Các bạn vô lòng nút share video mình cho Lệch nhé, thank you mọi người rất là nhiều. Các bạn để một bột xéo này ha, các bạn để xéo vậy cho các bạn đút vô, các bạn xéo qua một cái là tự động nó đầy ha. Các bạn không cần phải để ngang gì, các bạn để xéo một bột này ha. Khi các bạn đẩy xuống này, các bạn đẩy xuống lên cái này thì tự động độ cao bên này nó sẽ tràn qua, nó sẽ tràn đủ hộp bột. À, đó là cái mẹo ha. Thường thường các bạn để vậy, các bạn đẩy xuống nó không rất là cực, các bạn phải thục cái bột lên. Nhưng các bạn để hộp bột xéo vậy, nếu mà hộp bột ngắn thì để xéo vậy, để qua một cái là xong ha, nhớ nha. Rồi, rồi xong rồi, bắt đầu Alex sẽ phủi ra. Alex sẽ cắt cái bột hộp off white của Alex, cắt đi. À, cắt đi, đừng để cái gì để nó lộn xộn những gì hết á, lỡ mà mình đánh lộn thôi. À, đánh lộn không phải đánh lộn mà lộn xộn nha. Rồi lỡ mà mình lấy dầm hộp bột clear. À, còn thấy không, mix ra nhỏ hết. À, nhỏ ra hết, thấy Alex tiếp không, nó rất là tròn, rất là đều ha. Và lưu ý cho Alex á, là nhớ, các bạn nhớ là hai bên cái xếp neo nhớ là đừng cho nó dày nha. À, nó dày không là tại vì các bạn đánh bên này nhiều quá, thấy không? Đừng có đánh hai bên mỏng, phải mỏng thôi, mỏng chừng nào tốt chừng đó. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ dip bột màu lên ha. Đây, cái hộp bột này rất là lạt đó, nên Alex sẽ chia sẻ cho mọi người tại sao Alex làm off white mà Alex không làm clear. Đó, các bạn phải lưu ý nhớ nha, những màu nào lạt dùng off white cho Alex. Đó, dùng off white với điều kiện là dùng white phải lạt. Đó, bỏ lên nhẹ nhàng thôi, nhớ này. Cái chỗ này các bạn muốn sơn đẹp không, các bạn nhớ là phải trông khiêu còn ha. Phải lấy cho nhiều cái keo cho Alex và chỉ có kéo một lần xuống thôi. Kéo một lần xuống thôi, không được lặp đi lặp lại nhiều lần. Bỏ xuống này ha.
đẩy xuống nhẹ nhàng, rút ra, còn thấy không? Đứng dưới rút ra. Ok, hai ngón này Alex sẽ làm skim tuyến và ngón này Alex sẽ làm sparkle. Nên Alex sẽ làm ngón này thôi. Bỏ xuống này, kéo con nhìn Alex lấy nhiều không nè, lấy nhiều không này. Đó, chỉ cần các bạn khéo tay, chỉ cần các bạn sơn đẹp, đó, chỉ cần các bạn khéo tay sơn đẹp và sơn mượt là các bạn deep đẹp. Đó, chỉ cần như tối vậy ra lại thôi. Bỏ xuống này, nhẹ nhàng thôi, nghiêng vô lấy ra. Còn thấy không? Rất là tròn, rất là đều. Đó. No dark color, this color. This color not dark one. Yeah, believe me. That's all. Ok, cái đến tiếp tục cái ngón này ha. Tiếp tục cái ngón này cho lẹp. Kéo xuống cho đều ha. Nhớ này, kéo xuống đây, kéo xuống đây. Đó, các bạn thấy không? Nhưng mà thật sự ở trong cái góc này này vẫn chưa đủ cái lượng keo để các bạn kéo xuống. Này, các bạn thấy không? Nó đủ và nó tròn, nó không có chạy ra hai bên ha. Alex sẽ đẩy xuống rất là nhẹ nhàng, đẩy xuống rất là nhẹ nhàng nghiêng qua. Đó, các bạn thấy không? Nó rất là đều. Rồi, bây giờ tiếp tục đến hai ngón này. Đó, hai ngón này mình sẽ dùng ngón nhí keo. Đó, còn thấy chưa? Đó, bỏ ngón này vô, lấy cái ngón kim tuyến qua, bỏ bột vô này, nghiêng nhẹ xuống cho lệch, nghiêng nhẹ thôi, lấy ra bốn cái, còn thấy không? Nó rất là đều, rất là tròn, à, không có đi đâu được hết. Thấy không? Tiếp tục đến ngón nào? Ngón này là một cái ngón mà Marble Alex muốn tạo một cái design ống ray Marble. Thì đây Alex sẽ chia sẻ cho mọi người. Các bạn đừng có bỏ trong cái hũ. Các bạn đổ trong cái hũ hao bột lắm. Cái hũ các bạn biết không? Cái hũ rất là hao bột. Các bạn không có đi theo được cái ý tưởng của các bạn mà các bạn sẽ bị mất sắp. Đó, nên là chia sẻ vậy. Các bạn đừng có bỏ cái hũ, bỏ trong tờ giấy như thế này. Bỏ ít nhưng mà có tác dụng rất là nhiều. Nếu các bạn thấy hay, share cái video cho Alex. Ok, Alex sẽ lấy cái hũ số 1 này off white. Alex sẽ làm rất là mịn. Alex sẽ bỏ vô, Alex giống như chơi vậy ha. Bỏ rải này cho Alex. Tại sao Alex bỏ off white với để mình gì? Đó, để cho nó lạc đi. Đó, bỏ nhẹ cho Alex ha. Xong tiếp tục Alex sẽ lấy cái kéo. Các bạn có thể lấy cái kéo của mình. Đó, đi nhẹ nhàng cái này cho Alex ha. Lấy cái kéo đi nhẹ nhàng. Thì cái cách này Alex sẽ phối tất cả là 3 màu liên tục. Bỏ vô. Các bạn rải chỗ nào, các bạn làm gì cũng được hết á. Nhưng nhớ là đừng có nhiều quá nha. Nhớ được cái nhiều quá, mỏng thôi, các bạn thấy không? Không có tốn bột. Lấy hộp bột đen nhanh lên, please. Tiếp tục, Alex sẽ bỏ cái hộp bột này vô. Đó, Alex sẽ phối trong ba cái màu ra để thành cho một cái màu đẹp. Đó, Alex làm lại cực quá. Alex thao gì, dip mỗi lần tới làm lại tháo bột. Thì Alex nên làm gì dip quá, làm dip quá. Thì nhớ cho Alex đó là gì? Mình dip một lớp clear lên hoặc một lớp white lên ha. Đó, mình bỏ vô, mình rải như này nhẹ nhàng cho Alex ha. Cái máu, cái màu này để làm gì? Để cho họa kết thành một cái marble. Cái marble, đó, các bạn thấy không? Rồi tiếp tục đến một bột màu đen của Alex đây nè ha. Hộp bột màu đen này các bạn nhớ chỉ bỏ một màu đen. Các bạn nên nhớ ra Alex đó, để Alex chia sẻ cái kinh nghiệm marble này. Alex nghĩ có thể là nhiều người coi like rất là nhiều nhưng mọi người không biết tại sao mọi người bị mất marble. Marble là gì? Marble là loan tự nhiên. Và marble là gì? Có nghĩa là mình lấy màu lạc nhiều hơn màu đậm. Nếu các bạn lấy màu đậm nhiều hơn màu lạc thì các bạn sẽ bị mất marble. Thì màu đậm nó sẽ nuốt tất cả những cái marble ở đây. Nên các bạn lưu ý bỏ màu đậm ít thôi. Nếu các bạn, ví dụ đại khái Alex nói 9, 7, 3, có nghĩa là 9 lạc, 7 vừa, 3 đậm. Đậm là vừa vừa thôi. Đó, nên là chỉ bỏ một xí màu đen vô thôi. Đừng bỏ nhiều quá, các bạn bỏ nhiều quá là các bạn cái nhớ anh câu là thôi rồi lụm mới, có nghĩa là coi như là đi luôn rồi đấy. Đó, nhớ ra Alex nha. Bỏ đó sẽ ra Alex nha, xong các bạn sẽ quậy tùy theo kiểu các bạn thích. Đó, em làm sao nhanh. Ok, bây giờ là sẽ quậy này. Các bạn có thể quậy thành con sâu hay là con râu gì cứ tùy các bạn thôi. Con sâu này ha. Đó, đi theo cái kiểu tự nhiên nha. Nhớ là đừng có lặp lại cho Alex này. Đó, các bạn nhìn sao mà ở trên này cái design các bạn trên này nó đã đẹp rồi, các bạn đừng có làm nữa. Cái lớp đầu không quan trọng, cái lớp marble thứ hai á, cái lớp đầu này các bạn làm một đi á, không có phải là 3D thì các bạn dip một lần thôi. Nếu các bạn muốn thành 3D á, 3D có nghĩa là cái mà Alex vừa mới làm đây rồi này. Đâu rồi? Đó, cái này là thành 3D nha. Cái này á là cái ảnh ở sau này á thì các bạn phải làm 2D thì Alex sướng những cái cách của Alex. Các bạn sẽ bỏ cái tay xuống này ha. Quẹt cho sạch, làm thành ốc quay nha. Đó, quẹt cho sạch cho Alex, nhớ là phải đủ keo nha. À, các bạn nhớ nha, bỏ vậy cho Alex, nghiêng ngón tay ngược lại nha. Các bạn bỏ xuống nhẹ nhàng, các bạn nhìn chỗ nào đẹp nhất các bạn bỏ xuống. Các bạn thấy không, bỏ xuống này, các bạn lấy cái tờ giấy này ha, các bạn lắc qua bên cái, các bạn lắc qua bên đèn cái, các bạn thấy không, lắc qua bên đèn cắt, lắc lên cái, đủ.
bạn thấy không? Thay vì các bạn dùng cái hộp á, các bạn phải đổ nhiều đúng không, thì nó mới đủ lúc cho đổ chút đúng không, thì các bạn dùng cái giấy này thôi, các bạn không bị tiết kiệm nhiều đó, nhớ nha. Có ai lại có đi show Florida nha, có đó. Các bạn thấy không, đó nó sẽ ra, thấy không, nó sẽ ra rất là tự nhiên đó, nó xong rồi đúng không. Ai lại sẽ làm thêm một đi nữa đó, thêm một đi nữa ha, các bạn thấy không, nó rất là tự nhiên, nó không bị. Rồi tiếp tục cái lớp thứ hai. Ok, cái này xong không, các bạn đừng có dục nha, các bạn dục là cái bẫy, cái sai của bạn đừng có dục nha. Các bạn sẽ đổ một cái lớp trên nữa, Alex sẽ hướng dẫn cho mình xem thử ha. Alex sẽ để qua một bên và Alex sẽ đếp lại cái màu pink. Ok, rồi xong đó Alex sẽ liên lại này. Vậy có cơ hội gặp mọi người rồi. Ok, ok, Alex sẽ đi lại thêm một lần của cái lớp kia nữa ha. Đó, thường thường hồi nãy á, mà Alex lỡ cái tay đổ kim tuyến nha, các bạn sẽ nghiêng cái hộp bột này nè ha. Lỡ mà mình có quên, mình nghiêng xuống hộp bột gãy á, mình nghiêng xong mình múc cái chỗ này ra đó, múc cái chỗ này ra, bỏ cái chỗ này đi, lỡ mai mình có bị, bỏ cái chỗ cho lẹp ha, đừng có tiếc đó, mình sẽ bị mất sắp hộp bột của mình rồi. Các bạn lưu ý nha, khi các bạn làm design nhiều á, các bạn phải tập trung một xí, nên là lẹp vừa nói là vừa biểu diễn, là lẹp vừa nói nên có thể là hơi bị lộ một cái là mình cái thì mình sơ ý thôi đó. Ok, bây giờ là tiếp xuống cái này ha, đếp nhẹ nhàng xuống thêm một cái nữa, lấy ra, còn thấy không, lấy ra cho lẹp. Rồi tiếp tục ngón khác, nhớ nha, phải always giữ cái xếp đều cho lẹp, nhớ phải always giữ cái xếp đều. Rồi đếp cái tay xuống này, đếp xéo cái hộp bột xuống, giữ một cái 3 giây lấy ra, không 4 xuống, bạn thấy không. Rồi tiếp tục, nhớ là ở trong cái da phải đủ bột hết nha. Phải sơn sao cho nó tròn và nó đều, các bạn thấy không, phải tròn cho nó đều, đẩy nhẹ xuống một cái, xuyên qua, kéo ra ha, bốn cái đó, trước khi mình thu thập bột ra. Rồi tiếp tục đi thêm một lớp nữa, thì có ví dụ cái màu này Alex thấy nó chưa được đậm da lệch lắm, Alex đi một lớp shop của ai nữa Alex cũng chưa hài lòng lắm đúng không, thì Alex sẽ đi thêm một lớp nữa. Thay vì các bạn thấy cái nail này không, Alex đi đây rất là đậm, thấy không, đây là cái kỹ thuật Alex đi rất là đậm, thì Alex sẽ đi thêm một lớp nữa đó. Nhưng các bạn nhớ nha, nếu các bạn đi ba lớp á, là các bạn phải đi nhanh tay ra, đừng để lâu quá, để sao vì độ dày của bột đó. Rất thích xem anh like, ok thank you nha, thank you mọi người rất là nhiều. Nói chung thì mỗi người có một cái kỹ thuật khác nhau, nên Alex chia sẻ được cái gì các bạn học được cứ học ha. Đó, rồi tiếp tục các bạn sẽ lấy cái chai thứ ba, và cái chai này các bạn không cần phải quẹt dày lắm hơn, các bạn chỉ quẹt trong vòng là 9 thôi, các bạn không cần phải quẹt 10 nữa, quẹt 10 nữa nó dài nữa ha. Đếp xuống một cái nữa, dễ thương không, lấy ra đó, các bạn thấy không, đều cái màu rồi, các bạn thấy không, đây là cách mà mình lưu vào rồi. With a wedding at last a 10 minute then come up, at least a 10 minute up then come up, yeah, chính xấu. Mình bỏ thêm một lớp cho nữa ha, thêm một lớp cho nữa đó. Các bạn thấy không, nãy giờ là tiếp Alex vẫn giữ được cái shape, các bạn thấy không, vẫn giữ được cái shape mà nó không có thô thì các bạn không biết tại sao Alex giữ được cái shape đó, cũng là một cái nghề thật ha. Thì các bạn nào mà muốn biết được, nhắn tin cho Alex, Alex sẽ cho các bạn biết tại sao Alex vẫn giữ được cái shape. Sau khi like xong Alex sẽ giải thích tại sao, giải thích tại sao mà còn vẫn còn giữ cái shape. How come you went to a fat it had more than 30? Ok, xong rồi đúng không? Thường thường á, mà một lớp trên tuyến này, một lớp mà nó đẹp rồi á, thì các bạn có thể đây là loại nước keo gì vậy? Nước keo này, cái loại keo dip thôi nha. Cái loại này các bạn có thể dip thêm một lớp clear, nếu mà các bạn thấy kim tuyến mình nó đã đẹp rồi thì các bạn dip thêm một lớp clear thôi. Tùy các bạn đấy ha. Đó, thì sau này Alex sẽ dọn cái hộp bột còn bến, Alex sẽ dip thêm một lớp nữa, đó là gì? Đó là cái kim tuyến này ha. Jimmy, mom gọi Jimmy. Còn thấy không? Này, Alex sẽ bỏ kim tuyến lên. Đó, rất là đẹp, kim tuyến này rất là đẹp ha. Alex sẽ bỏ thêm một lớp nữa, Alex bỏ lên một lớp clear thôi. Lớp clear thôi, mỏng ha. Tại sao vậy anh, đây là nước keo gì? Mature crop in the first. Yeah, I do. Don't worry about that, you know, after then I can show you. Ok, after then ready, so what I'm doing, so this nail, the last one, I made all be the 3D ombre. 3D ombre. Ok, Alex sẽ để lại thêm một lần nữa. Nhớ đừng có dùng hộp bột này nha, các bạn đừng có dùng cái này. Các bạn dùng cái này á, thì các bạn không có được cái 3D.
Rồi xong bạn sẽ bỏ cái gì lên? Bỏ một cái shop white lên. They don't have 30 minutes exactly come to up 10 minutes. Bỏ thêm một lớp clear lên ha. Cái chỗ này nữa. You guys see it, ha. Mỏng cực kỳ mỏng ha. Tại vì lại bỏ một lớp clear mỏng lên để chập nữa, nó sẽ see through được cái 3D này. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên và còn nhìn thấy ở dưới, mà sau đó phủ một cái lớp trắng nằm ở trên. Đó, nhớ nha. Nhớ cho lệch. Đó. Ok, bây giờ Alex sẽ bỏ một xí màu pink vô, nhiều hơn những cái màu khác. Màu pink vô nhiều hơn những màu khác. Ok. Rồi tiếp tục Alex sẽ bỏ màu kế tiếp là cái màu gì? Màu purple. Màu orange. Okay, rồi tiếp tục Alex sẽ bỏ màu gì? Alex sẽ bỏ một xí màu đen vô thôi. Nhớ nha, không được bỏ màu đen nhiều quá. Rồi các bạn chuẩn bị chưa? Các bạn xoáy nè ha. Các bạn xoáy tùy theo các bạn thích các kiểu mà nó đã ảnh hiện cái marble rồi. Đó, tùy các bạn thích ha. Các bạn xoáy ra. Đó, xoáy ra tùy theo cái kiểu mình thích. Đó, Alex sẽ bỏ vô một tiếp nè, bỏ một tiếp này, bỏ vô. Đó, xoáy vô. Đó, tùy theo cái kiểu mình thích ha. Xoáy ra. Đó, chỗ này cũng vậy. Kết nối vô. Đó, còn thấy không? Xong rồi các bạn sẽ làm gì? Sơn lại thêm một lớp nữa. I did, but I set up forever to come up. Okay. If they come up, you know, before you do it, you have to put a little bit to clear in there, or you put up white in there, and after that, when you soap up the powder, just pile it, and after that, you soap up in acetone, the come up is more easy. So, hey, các bạn sẽ thấy được cái marble qua lại làm ra ha. Đây là cái lớp đầu tiên ha. À, cái cô khách qua lại đó thì có muốn cái pink nhiều, cái đen nhiều, các bạn sẽ show qua gần này. À, bây giờ là sẽ bỏ vô này ha. Lấy ra những cái linh đẹp nhất, những cái nào mà đẹp nhất, dễ thương nhất. À, cute như nhỉnh nhất. Bỏ vô. Kéo qua một cái. Kéo qua bên này một cái. Kéo bên này một cái này. Các bạn thấy không? Đó. Các bạn nhớ làm nhẹ nhàng thôi nha. Không được mạnh quá. À, nhẹ nhàng thôi. Lấy lên. À, lấy lên. Đó. Xong rồi giờ là sẽ phủi ra này ha. Phủi ra rất là nhẹ nhàng. Các bạn thấy không? Đó. Nó ra rất là tự nhiên. Bây giờ là sẽ bỏ lên là các bạn sẽ thấy được cái 3D nó I do it up forever. Ok rồi. What happened is pretty. Ok, khi xong rồi đúng không? Là sẽ lấy cái gì ra? Là sẽ bỏ thêm một trái số 2 nữa. Để làm gì? Các bạn muốn được một cái marble đẹp, các bạn phải làm gì nữa? Các bạn phải bỏ thêm một lớp clear mỏng lên nữa. Lớp clear mỏng lên. Nhớ là clear nha, không phải là powder nha, nhớ là clear này. Apply mỏng vô một cái nữa ha. Xong. Đó, các bạn thấy không? Sếp vẫn còn giữ y nguyên. Đó là cái question tại sao sếp vẫn còn giữ y nguyên. Đó, tại sao các bạn thấy có nhiều người khi mà dip á, tại sao cái móng nó bị wider ra? À, các bạn thấy không? Mà cái sếp lại vẫn giữ thẳng. Đó. Ok, thì nói chung á thì Alex chia sẻ các bạn một cái idea như vậy ha. Thì Alex nghĩ cái marble nó khác nhau ở chỗ là ai ví dụ đôi tay cái tay đổ bột chỗ này chỗ kia, đôi khi các bạn xoáy mà các bạn hen thì các bạn có được cái đẹp hơn nữa đúng không? Đó, cái marble là vậy. Có nghĩa là các bạn đã thấy đẹp rồi các bạn ngưng. Các bạn không đừng làm nhiều quá. Các bạn làm nhiều quá thì nó không mất cái độ đẹp tự nhiên của mình ha. Nên nhớ nha. Đó, cái marble là như vậy. Đó. Chứ giờ mà có người kia cầm cái bình tới ồ muốn cái giống luôn cái hình, các bạn không thể nào làm được giống cái răng 100% được. Tại vì mỗi người quậy khác nhau. Alex nói đúng thực tế không? Nếu mà Alex nói không đúng thực tế thì những ai mà làm leo lâu năm các bạn cũng hiểu đúng không? Các bạn thấy không? Nó ra rất là tự nhiên ha. Khi Alex bỏ treo lên nó sẽ khác nữa. Alex activate chai số 13 lên để làm gì? Chai số 3 lên làm gì? Để làm cho nó khô hết. Cho nó khô hết. Xong rồi Alex sẽ bỏ cái gì lên? Rồi ha. Rồi bây giờ Alex sẽ dũa cho mọi người xem ha. Các bạn thấy cái idea này hay không? Ngày hôm qua các bạn có thấy Alex làm cái bộ phim anh ngoài deep không? Ok, bây giờ các bạn thấy không? Alex tiếp xuống, Alex chỉ dũa sơ hai bên thôi.
Và các bạn nhớ móng là khi nào nó cũng là tự nhiên. Tự nhiên là gì? Có nghĩa là ở ngoài đầu móng nhỏ hơn ở trong một xí và mọc ra rất là tự nhiên. Và bên này cũng vậy, mọc ra tự nhiên. Và bên này cũng vậy. À, thường thường mấy khách Mỹ đen đó họ thì họ thích những cái như thế này. Lily. Answer phone Lily. Hello. Hello. Hả? Này. Lấy máy sáng xưng rồi. Ok các bạn thấy không? Alex chỉ dũa hai bên sơ sơ vô xí nữa thôi. Và bên này cũng vậy. Đấy, Alex dũa rất là nhanh. Các bạn thấy không? Alex dũa rất là nhanh. Và bên này cũng vậy, bóp cái xếp vô ốm xí ta lẹt ha. Ốm vô. Các bạn sẽ thấy được cái độ cong cái dip của Alex khi mà Alex làm là love this marble idea. Thank you Alex. Ok, thank you mọi người nha, không sao hết. Nói chung thì Alex sẽ tạo những cái ý tưởng hay hơn. Và cái thứ hai nữa là những cái kỹ thuật làm, thay vì mình không có bị mất nhiều bột quá, mình không có bị các bạn hiểu không? Ví dụ hộp bột dip nó đâu có rẻ đúng không? Thì thay vì mình làm cách kia mình thấy nó rất là tốn bột. Đó. Thì chúc mong các bạn nhớ ngày xưa không? Ngày xưa người ta làm fan á, nhiều người cứ đổ vô đó, nhưng thật sự có nhiều người họ chỉ đổ vô cái nắp thôi. Đó, cũng là một cái idea rất là hay. Nói chung thì mình làm được rồi, nhưng mà mình nghiên cứu cái cách nào mà nó hay hơn nữa và nó không có bị mất nhiều thời gian của mình quá và những cái món hàng của mình nữa ha. Các bạn thấy không? Alex sẽ dũa mỏng là nữa ha, dũa mỏng là nữa cho nó đẹp ra. Này, Alex sẽ dũa, các bạn thấy không? Nó rất là tròn ha. Đó, các bạn cứ nhìn nhỏ, các bạn cứ nghĩ là Alex đắp bột đúng không? Có, Alex đâu phải Alex đắp bột đâu. Đó. Và bên này cũng vậy. Đây là sẽ bỏ cái dũa, các bạn sẽ nhìn thấy được cái shape này ha, sắc sảo này. Đó, sắc sảo. Đang rảnh hừ anh út ngày mà. Đó, xong rồi ha. Đây là cái shape mà Alex đã chỉnh hết rồi ha. Nó đã straight hết rồi. Can I see that one too? Đang rảnh hừ. Use things to draw fine then draw things as you can. Yeah, you too. You have to file a little bit too. And this nail too. Mình sẽ dũa ốm như súng một xí nữa. Thì đây là cái này cái đầu tiên thôi. Thì ngày mai Alex sẽ nghiên cứu làm cái marble mà Alex dán sticker lên nữa. Thì Alex cũng đã nghiên cứu thành công rồi. Thì Alex sẽ cho các bạn coi được cái marble nhưng mà nó bằng vân đá, có nghĩa là nó sẽ sáng lên. Đó. Tùy theo đó các bạn thấy không? Đây là một cái idea Alex cho các bạn lại cái idea này. Thay vì các bạn làm cái marble đúng không? Các bạn sẽ bỏ thêm một xí bột Gold đắt vào đây và một cái dây kiếm mỏng, cách mỏng thôi, các bạn dip vào cho nó dính vô luôn. Thì các bạn thấy không, đó cũng là một cái ý tưởng rất là hay. Các bạn làm thử đi. Alex cho các bạn ý tưởng á, làm thử đi, các bạn sẽ thấy được cái độ đẹp như thế nào. Và bên này cũng vậy ha. Dũa vô cho Alex, ốm vô nha, phải ốm vô một xí. Các bạn nhớ nail là gì? Nail là móng nail tự nhiên, khi mọc ra móng sẽ nhỏ hơn ở ngoài và không có bị thô. Còn nếu mà nail mà mọc bị wider ra thì đó không phải là dị tật, mà đó có thể là giống như là cái máu hay là những cái mà bị đôi khi bị hồi nhỏ mình bị vấp cái cửa này nọ nó bị thôi. Đó. Còn thường thường đa số mọc ra, nail mọc ra là càng ra thì nail nó sẽ càng ốm lại. Đó, nên lưu ý cái điều đó nha. Nếu mình nói dị tật đó, thì nó hơi quá. Đó, nó quá với cái còn thấy không? Alex sẽ bỏ cho các bạn thấy không, cái shape này rất là chuẩn. Đó, và bên này cũng vậy. Đó, thì các bạn muốn mua chai keo dip thì trong vòng 2 tuần nữa thì công ty nhóm Alex sẽ ra những cái chai dip và sẽ ra những cái kỹ thuật rất là hay, sẽ giúp cho mọi người không phải bột đắp không mà cũng bột dip nói chung ha. Nó cũng cứng lắm chị, một đắp món cái này có dễ bị gãy không? Không có gãy nha. Không có gãy, tại vì Alex nói các bạn muốn dip chuẩn hay không, và thứ hai nữa muốn biết được độ dày mỏng dip á, thứ nhất là các bạn phải rờ cái tay dưới này rờ thử khách người ta làm hay không. Nếu mà khách làm nhiều á thì các bạn phải dip thêm clear vào và các bạn dip thêm cho nó dày thêm một xí. Và thứ hai các bạn giữ lâu thêm một xí, giữ lâu có nghĩa dip xuống giữ lâu xí cho nó dày ra. Còn có nhiều người khách mà người ta không có làm việc nhiều á, mỏng á, thì các bạn không cần phải làm nhiều như vậy. Và cái thứ hai nữa, giữa bột đắp với bột dip nó khác nhau. Khác nhau là ở chỗ nào? Bột là thể dạng cứng. Cứng là gì? Có nghĩa là nó cứng, nó chết. Khi mà ví dụ như các bạn chỉ cần bending cái nó gãy dễ hơn là cái bột dip. Bột dip là cái thể loại keo, nó sẽ có thể, nó có thể là cái dù nó mỏng nhưng mà nó có thể sự đàn hồi.
Tại sao các bạn biết ngày xưa người ta hay chạc liquid gel mắc hơn powder? Cái liquid gel tại sao nó mắc hơn? Tại vì mỏng nhưng mà nó có sự đàn hồi đó, nên cái keo nó cũng giống như là liquid gel vậy. Alex nói đúng không? Nếu mà các bạn nào làm nail thì các bạn đồng ý kiến với Alex không? Do you is in Australia, Alex? Do you is in to Australia? Yeah, I think someday you thế còn thấy không? Alex chạy nhà thôi và cái dũa rất là hay. Cái dũa này nó sẽ làm cho tròn, nó beautiful, nó rất là tròn và nó không bị hở hơn. Nói chung á, thường thường Alex tiếp xong á thì Alex vẫn dũa lại sơ sơ, chứ không phải là mình không có dũa. Mình vẫn dũa để làm gì cho nó ra những cái dơ hay là những cái da chết trong đó ra. Các bạn thấy không? Đó, cái vòng cuticle rất là tròn, rất là đều ha. Đó. Xong rồi Alex sẽ dùng một cái đầu dũa dễ thương như thế này. Cái đầu dũa này Alex sẽ làm cho nó smooth ra. Vũa nhẹ thế, các bạn thấy không? Chỉ có đè hai bên ở giữa thôi. Và các bạn để một ngón tay ở giữa để cho Alex làm gì? Để làm một cái điểm chuẩn để khi mình dũa nó không có bị ha. Đó. Và cái này các bạn cũng có thể dũa thoải mái luôn. Tại vì sao? Tại vì hồi nãy Alex đã cố tình dip một lớp clear mỏng ở trên rồi, nên sẽ không bị mất sấp cái marble của mình. Sẽ không bị mất cái sấp cái marble của mình. Cái thằng này cũng vậy ha. Nhớ nha, không được đè mạnh nha, đè mạnh quá nó đi luôn cả chì lẫn chài. Hi Brian thấy không? Bỏ bên này cũng vậy. Lỡ tay hả? Đó. Rồi thằng kia cũng vậy ha. Nó cũng làm chị nước keo đó mua ở đâu vậy? Nước keo này là Alex mua ở ngoài supply nha. Còn nếu mà muốn mua cái keo mà Alex chuẩn bị ra thì nó không có bị hư cái cỏ nhiều á, thì các bạn có thể đợi 2 tuần nữa ha. Đợi 2 tuần nữa cái keo của công ty Alex cho ra cái keo bột dip. Có thể trong tương lai công ty Alex sẽ ra bột dip riêng và bột đắp riêng, sẽ không đi chung với nhau. Tại vì sẽ làm cho nó tốt hơn nữa. Tại vì thật sự bột dip mà vừa đắp và dip rất là khó. Alex nói thật sự là vậy. Tại vì nếu mà các bạn muốn dip được thì các bạn phải bỏ clear nhiều các bạn mới đắp được. Còn nếu các bạn bỏ clear nhiều thì các bạn màu nó sẽ bị lạc đi. Rất là thực tế ha. Nên Alex nghĩ nếu mà các bạn chuyên về đắp, chuyên về dip thì các bạn nên xài cái khác biệt để tính trường hợp là có thể là thợ ai cũng dùng được hết. Còn thường mà bột vừa đắp vừa dip thì cũng rất là khó. Cái level nói chung là cái tay nghề, ví dụ các bạn làm lâm này, Alex nói là cái tay nghề mới vô, nếu mà đắp control không kịp thì nó có thể rất là bị happen là gì, có thể là bị lạt hay là bị này nọ đó. Nên cái cách mà dễ nhất thì mình nên xài xếp ray, nó sẽ hay hơn. Các bạn nhớ nha, khi các bạn làm dip thì các bạn sẽ bóc phở kiểu vậy này, các bạn sẽ bóc phở kiểu vậy, nhưng mà khi các bạn làm bột mỏng các bạn cũng sẽ bóc phở kiểu vậy, nó khác nhau ở chỗ đó nha. Sáng giờ thì Alex dip cũng gần 5 bộ rồi ha. Đây là cái người khách qua Alex là từ xưa giờ làm bột màu không à, đắp không à, nên Alex đưa qua thành bột dip hết. Đó là sẽ bóc phờ ha, cho kỹ sạch và trước khi Alex bỏ cái treo lên. Đó, xong rồi Alex sẽ design một cái idea đây cho người khách qua Alex ha. Thì Alex sẽ lấy cái móng Alex chuỗi. Các bạn thấy không? Đó, xong rồi ha, cái bên này cũng vậy. Các bạn thấy không? Nó sẽ ra thành 3D này. Nó sẽ ra từ khắc ảnh này, khi Alex bỏ treo lên ha. Đó, rồi cái bên này cũng vậy, một cái nhẹ thôi. Cái tính của Alex rất là kỹ ha. Nói chung là Alex thấy cái chỗ nào mà còn xí bột hay còn một xí gì là Alex clean, Alex không có để. Rồi Alex sẽ dán cái sticker này lên ha. Đây là một cái loại sticker thì các bạn cũng mua trên online, Alex các bạn cũng biết rồi đó. Thì Alex sẽ làm cái design cho cái cô khách này nó thêm sống động và thêm sexy little bit ha. Sẽ dán lên cái nhẹ thôi. Xạo phải đi. Alex sẽ bỏ lên ha. Còn thấy không? Đó.
ai nói một đít design không được, một đít cũng design được thôi ha. Đó. Và là sẽ cắt một cái bột này lấy 50, bộ này ha, bộ này nếu mà lịch lấy ha, nếu lịch có thể lấy thành chắc 50 đồng 55 đồng là ok rồi đó. Các bạn nhớ nha, khi các bạn làm cái này các bạn nhớ cách trả lệ là cách anh gian cắt thiếu chút xí ha, đừng cắt cho đều quá, vuốt phẳng ra ha. Và bên này cũng cái luôn, cắt tay như Alex. Alex hy vọng đây là một video về bột tiếp, thì Alex sẽ chia sẻ các bạn những cái kỹ thuật khác và hay hơn nữa, thì sẽ giúp cho các bạn nào mà chuyên về làm bột tiếp thì cũng có thể những cái idea hay hơn. Nói chung thì double thì nó dễ hơn là mình đi sai bằng bột tiếp thì nói chung nó hơi khó một xí. Nó khó hơn cái là mình không có theo được cái ý tưởng của mình, là mình hơn là mình đắp đó. Bên bộ em lấy 45 đô, ok. Rồi xong Alex sẽ bỏ hai hộp đá lên, hai hộp đá dễ thương lên đó. Hai hộp đá dễ thương lên ha. Bỏ cái size medium là ok, là đừng có bỏ bự quá, nó sẽ bị thô cái nail đó. Khi Alex bỏ lên đó, thì Alex sẽ bỏ một xí đó. À, Alex sẽ dùng, ok, thường thường xong rồi các bạn sẽ lấy cái chai số 4 đúng không? Nhưng mà Alex không có xài chai này. Công ty Alex sẽ có cái chai top coat này. Cái top coat này các bạn sẽ dùng cho treo, cho khom, cho bột màu và cho silat luôn. Các bạn không cần chùi và rất là bóng ha. Đó, Alex sẽ bỏ lên các bạn coi thử. Ok, nãy giờ nó Alex nói nè, khô cổ luôn. Mệt thiệt. Ok, các bạn thấy không? Alex sẽ sơn xuống, các bạn thấy không? Nó rất là mượt ha. Các bạn cứ nghĩ là Alex sẽ đắp không, chắc là có đấu đít đâu đúng không? Đó, rất là mượt ha. Và cái này cũng vậy. Các bạn nhớ cho Alex nha, nhớ là bỏ ví dụ màu lạt quá, các bạn đít một lớp clear cho Alex nha. Để tạo được cái sự độ dày của cái nail. Và cái thứ hai nữa là mình không cần phải rửa nhiều nha. Nhớ là chỗ đó cho Alex nha, lưu ý những cái phần quan trọng cho Alex, cho để Alex, để các bạn không cần phải bị làm nhiều nha. Can you back the light for me please? Thank you, the light on. Thank you. Kim tuyến này đẹp lắm này. Các bạn muốn mua kim tuyến này các bạn có thể lên website của Alex nha. Kim tuyến có bán trên website luôn và những cái dây sticker luôn ha. Có bán trên website hết. Vuốt nhẹ mỏng rồi ha. Nước đẹp đấy. Oh thank you. Back light for me. Ok, thì cái này thì các bạn nhớ cho Alex đó là các bạn sẽ dùng một cái loại keo nho nhỏ. Các bạn sẽ bỏ cái keo lên đây. Để làm gì? Để cho nó dính ha. Đó, thì thường thường á, thì ngày xưa Alex không có keo á, thì Alex sẽ cũng có cái chiêu này. Alex cũng muốn chia sẻ cho mọi người á, là Alex hay làm kiểu gì này. Alex sẽ làm rất là nhanh. Rất là nhanh. Nếu mà móng mà nhỏ quá, Alex sẽ chấm ở đây này. Các bạn thấy không? Cái sticker này các bạn cắt dài nó sẽ bị hỏng lên đúng không? Alex sẽ cắt nhỏ lại. Đó, Alex sẽ cắt nhỏ lại. Tại vì sao? Chập nó mình cũng dán đây, mình nó cũng sẽ nằm lên. Đó, bỏ xuống xí, chấm nó xuống. Đó, lôi đầu xuống ha. Bỏ một xí lên, ở đây. Với cái chế độ là các bạn phải bỏ nhanh và nhanh. Bỏ nhanh cái ha. Ok, put in the light for me right now. Ok, good job, các bạn thấy không? Rất là nhanh nha, không được chậm. Đó, vuốt nhẹ bên này cái. Xong rồi các bạn nhớ nha, phải nhanh nha, phải nhanh. Bỏ lên cái này, làm cực kỳ nhanh cho Alex. Nhanh lên. Đó. Xong rồi bỏ vô đèn ha. Xong rồi á, tại sao nhiều người á, làm á, mà hay bị chóc mà không biết nguyên nhân tại sao bị chóc. Thì đây Alex cũng chia sẻ cho mọi người cái kỹ thuật này. Các bạn nhớ phải cover lại thêm một lần nữa. Ôi, the light on. The light on. Off. It's off. It's off. Just off right now rồi. Just ok, cái đèn nó bị tắt hơn nên cái keo chưa khô. Ok, can see that one. The light on again. Yeah. Yeah. Ok, các bạn thấy không? Xong Alex sẽ chạy thêm một lần nữa. Alex không có chạy lần thứ hai ha. Chạy thêm một lần nữa. Đó, Alex sẽ chạy xung quanh cái đây mình nên nhớ không được đụng cái đây mình nha. Đó, các bạn sẽ phải cover chỗ này này. Đó, phải cover nha, không được để mất shape. Các bạn thấy không? Cái square nó ra rất là square.
và cái bên này nữa. Cái này nữa nó đã vô hết rồi đúng không? Bây giờ là sẽ hướng dẫn mọi người cách mà để làm sao để giữ cái xếp này, để giữ cái đây mình này. Là sử dụng một cái cây rất là nhọn, nhọn lắm, cây nhọn như thế này. Là sẽ chích tất cả những cái cover ở đây mình xung quanh ở trong chỗ này này, nó chắc không chắc là cái chỗ xung quanh này thôi. Là sẽ cover lại hết, bỏ vô đèn, nhẹ nhàng thôi, nhớ đừng đi xa quá nha, đi xa quá đi lại không có được. Bên này cũng vậy, đi nhẹ xung quanh cái đây mình thôi, nhớ là lút ở 24 đây mình thôi. Còn không nữa thì Alex sẽ ra một cái loại keo giống như bữa giờ Alex hay nói với mọi người á. Alex sẽ ra cái loại keo đó cho mọi người dùng thử nó sẽ như thế nào. Bỏ vô đèn. Ok, xong rồi cái đây. Ok, cái đây mình thì các bạn có thể lên online mua ha, một 12 đồng 1.400 viên nha, và nó rất là sáng. Nó rất là sáng giống như Squawky kỳ thôi. Đó, cái diamond rất là sáng và nó last longer. Đó, các bạn không nào các bạn tin các bạn mua về thử đi. Đó, có 12 đồng thôi. Đó, 1.400 viên. Đó, thì cái diamond thì có sai có lịch bán rất là chạy, mỗi ngày rất là nhiều người order. Thì các bạn nên order ha. Thì tại vì cái số lượng nó có giới hạn thôi. Rồi, bây giờ Alex sẽ chích cái miếng keo vô. Các bạn thấy không? Là sẽ chích miếng keo vô, nhẹ nhàng. Chích miếng keo vô. Đó. Bên này cũng vậy. Alex sẽ cho các bạn coi cái marble của Alex nha, nó giống như 3D này. Các bạn thấy không? Nó giống như đắp không? Đâu phải đắp đúng không? Giống đắp không? Rồi bây giờ Alex sẽ cho các bạn coi ha. Relax con. Các bạn coi nha, các bạn thấy không? Này, nó sẽ nằm ở trong cái 3D này ha. Đó, và trong này là sẽ đưa cái mẫu đây, các bạn coi thử cái shape này ha, cái nail. Đó, các bạn thấy không? Đó, rất là chuẩn ha. Và bên này cũng vậy. Rất là chuẩn. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ tạm ngưng cái live video ở đây. Và Alex sẽ làm một cái bộ nail tiếp theo ha. Alex chúc mọi người keo gì với anh ha. Alex chúc mọi người một buổi chiều và xa đây vui vẻ bên gia đình. Và Alex sẽ làm những cái live tiếp tục khác nữa và những chia sẻ những cái idea hay hơn nữa cho mọi người về cũng giống như là những kỹ thuật cách làm mà mỗi cái khác nhau này. Còn thấy không, độ cong ở dưới này, thấy không, độ cong ở dưới này ha này. Ok, can you put back the live for me, wait 5 minutes, ok, wait 2 minutes and you're done, ok. Ok, can I help you, you want a full chat? Ok, just wait me like 1 minute, ok, and see how more done and I do your nail right now. Mình muốn mua diamond thì order làm sao? Ok, lên website Alex nha. Chasnail.com nha. Glacia Rebecca. Glacia. Anh đi có show. Ok, Alex có đi show nha. Hai Khanh, trời ơi, Khanh nãy giờ Alex không có thấy Khanh đây. Ồ, Kha lên nữa, trời ơi, nãy giờ ham làm quá. Hoàng Nguyễn đó nè. Clip mỗi lần lại tháo ra cực quá, mà nên ngại clip làm clip đó quá. Ok, you done my friend, you good. Ok, and you can go home now, ok. So crazy. Ok, thank you. Ok, what color you want? You don't get fake nail, no? No more, just manicure. Okay, you want a color? Just color, what shape do you like? Carbon? Okay, thôi Alex, bye bye mọi người nha.